Vâng, chúng ta cùng nhau đến với cái điều số 3. Đó là các cái chế độ về tiền lương. Thì trong cái nội dung trước ấy, thì tôi đã cùng chia sẻ với anh chị là xây dựng cơ chế chính sách tiền lương. Phần đó nó đã có các cái nội dung chi tiết rồi. Đấy, còn trong cái quy chế này thì tôi điểm lại để anh chị có thể nắm được là cái cấu thành về tiền lương nó gồm có những cái gì. Đó, cái cơ cấu về tiền lương ấy, thì nó gồm có lương cơ bản. Lương cơ bản cộng với các cái khoản phụ cấp kèm theo, rồi lương trách nhiệm, lương doanh số, lương sản phẩm, lương quản lý, công tác phí, rồi là làm thêm giờ, rồi tiền thưởng. Đấy, thì ở trong cái tiền lương ấy, hay được gọi là thu nhập của người lao động ấy, thì tất cả các cái nội dung này này, nó phải có một cái chính sách, nó phải cụ thể. Làm thế nào để tính ra được cái thứ này? Đó, thì ở trong cái phần anh chị xem trong cái phần về cái chính sách tiền lương ấy, thì tôi đã đưa ra cái nội dung này rất rõ rồi. Ví dụ lương cơ bản thì được tính dựa trên hệ số nhân với mức lương tối thiểu để từ đó tính ra lương cơ bản. Các cái khoản phụ cấp thì tùy theo cái tính chất công việc của từng doanh nghiệp để từ đó có những cái phụ cấp. Ví dụ như là gì, xăng xe hay là ăn trưa hay điện thoại hay là phụ cấp gì đấy để sao cho nó phù hợp. Rồi là lương trách nhiệm với vai trò của vị trí quản lý. Rồi là lương doanh số đối với kinh doanh, lương sản phẩm đối với bộ phận sản xuất, đúng không? Lương quản lý với các cái vị trí ở trong cái doanh nghiệp. Và khi mà làm thêm giờ thì được trả như thế nào? Rồi quy chế để về chính sách tiền thưởng. Đấy. Thế thì khi mà anh chị doanh nghiệp, và đặc biệt là những anh chị doanh nghiệp mới bắt đầu khởi nghiệp, thì thường sẽ chưa có được các cái tài liệu như thế này. Dẫn đến là khi mà chúng ta tuyển dụng và chúng ta áp dụng vào trong doanh nghiệp ấy, lúc mới đầu anh chị gần như có rất ít nhân sự thì nó không gặp phải vấn đề gì đâu. Nhưng mà khi doanh nghiệp của anh chị bắt đầu dần dần phát triển lên, đến một ngưỡng nào đó anh chị mới thấy là gì? Cái công tác về quản lý nhân sự của chúng ta bắt đầu có vấn đề. Cái tiền lương lúc đó nó không còn để ở ngưỡng công bằng nữa, mà nó có xu hướng là cào bằng. Bắt đầu lương, tất cả mọi thứ bắt đầu chạy về theo thời gian, mà nó không đánh giá được tính chất hiệu quả của từng nhân sự, từng bộ phận để mang lại một cái sự công bằng. Cái sự công bằng nó khác hoàn toàn với cái sự cào bằng. Anh lương thời gian là anh cứ đến đúng giờ, anh cứ đến đúng giờ, thế là xong đó thì anh thực hiện nguyên cái từ đấy sau anh về, thì làm sao tổ chức có thể bứt phá được. Đấy. Thế thì các cái doanh nghiệp mà mới bắt đầu mà số lượng nhân sự mới có một vài người thì chưa thấy vấn đề. Nhưng khi mà anh chị bắt đầu phát triển lên, anh chị bắt đầu có các cái phòng ban, anh chị mới có được vài chục nhân sự đến hàng trăm nhân sự, anh chị mới bắt đầu thấy là gì, nó đầy rẫy những cái vấn đề bất cập và mâu thuẫn ở trong vấn đề này. Làm thế nào đó để mà chúng ta bứt phá lên được, tốt lên được. Đấy. Thế thì cái cơ chế chính sách tiền lương mà trong chuỗi các cái video trước nó có hề cả một cái văn bản để xây dựng, thì chúng ta cũng phải dựa vào cái quy định của pháp luật hiện hành, chúng ta cũng phải dựa vào cái tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, của ngành nghề, của vùng miền cụ thể, để từ đó chúng ta ban hành ra những cái chính sách để nó có tính chất kích thích để phát triển được cái tài năng của nhân sự trong tổ chức. Cái chính sách kích thích để phát triển, tất cả mọi người đều thi đua để một cái tổ chức nó phát triển. Tất nhiên tôi nói là hàng gì nhá, tôi chỉ chia sẻ với anh chị về các cái nội dung, cái khung, các cái tài liệu mẫu để anh chị có thể tự áp dụng được. Anh chị có thể liên hệ với các cái nhân sự của chúng tôi ấy, để có thể anh chị có sẵn được cái mẫu. Còn làm ra được tốt như thế nào, anh chị cần phải nghiên cứu rất kỹ về doanh nghiệp của anh chị, thì anh chị mới có thể xây dựng ra được một cái chính sách nó thực sự đi vào thực tiễn, nó thực sự là một công cụ để anh chị quản lý và điều hành phát triển được doanh nghiệp, phát triển được đội ngũ nhân sự. Đấy, thế thì ở trong cái mục 3 nhà, điều 3 đó là chính sách về tiền lương nhân sự, thì nó quy định về các cái khoản thu nhập của người lao động. Đấy, thế sau đó thì quy định về thanh toán tiền lương. Anh chị có thể thanh toán tiền lương theo tháng hay là bao nhiêu ngày thì chúng ta có cụ thể. Thế rồi là quy định tiếp nữa về vấn đề liên quan đến công tác về xét tăng lương và các cái khoản thu nhập khác. Đấy.
Thế thì ở nguyên cái phần xét tăng lương này cũng là một cái vấn đề rất khó trong doanh nghiệp. Thế thì khi mà chúng ta phải hiểu được cấu thành của cái thu nhập để mà chúng ta khuyến khích được tất cả nhân sự để thực hiện, thì trong cái tiền lương ấy nó có hai cái. Cái thứ nhất đó là cái cơ chế chính sách để mà nó ra cái thang bảng bậc lương mà ra lương thời gian, lương cơ bản ấy, thì cái mức lương đấy nó không cao, thế nhưng nó lại đảm bảo tính ổn định bền vững. Thế nhưng mà chúng ta cũng cần phải có bao nhiêu lâu thì nó tăng cái đấy lên một lần, để sao cho nó phù hợp với cái tình hình xã hội thực tế. Hàng năm tốc độ kinh tế phát triển thì ta phát triển lên như thế nào, tại sao hàng năm lại có quy định cái mức lương tối thiểu tăng lên, và ở trong doanh nghiệp cần phải thích ứng đúng với quy định của pháp luật hiện hành để mà từ đó chúng ta tăng cái điều đó lên để cho nó phù hợp. Thì trong doanh nghiệp của anh chị không xây dựng cái vấn đề này, thế là cái ông ngồi lại điều hành ở trong doanh nghiệp cứ thư thoảng lại được một anh chị em cầm kiến nghị đề nghị lên để tăng lương. Thì duyệt xong anh này cái thì lại một chuỗi các anh khác đi kiến nghị, và loanh quanh suốt ngày chỉ đi duyệt về vấn đề liên quan đến cái quyền lợi tăng lương thôi. Mà tại sao chúng ta không ngồi xuống để chúng ta ra một cái chính sách như thế này, để quy định trong các cái bao nhiêu lâu thời gian thì sẽ được tăng một lần, thế và trình tự để thực hiện cái vấn đề đấy như thế nào, từ nhân sự báo cáo về công việc, trưởng bộ phận xem lại cái vấn đề đó theo các cái quy chế chính sách ok chưa, chuyển lên cái bộ phận văn phòng người ta quản lý, người ta tham chiếu lại, thế và đến đó thì lãnh đạo ký, đúng không? Thế rồi trong các cái trường hợp nào thì nhân sự sẽ được tăng vượt bậc, ông có hiệu quả, ông có một thành tích rất tốt thì có thể tăng vượt bậc, thì có phải điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta quản lý một cách dễ dàng hơn rất nhiều không? Tôi nhận được rất nhiều câu mà khi mà tôi ngồi cùng với các chủ doanh nghiệp, nhất là những anh chị em mới phát triển được khoảng sau 5 năm, 10 năm ấy. Lúc mới đầu thì anh chị chưa gặp phải lắm đâu, nhưng mà khi anh chị có khoảng 40-50 nhân sự đến 100 nhân sự rồi, anh chị mới thấy là gì? Cái thứ này nó cực kỳ nhức đầu. Cái chi phí về tiền lương nhân sự nó khá là nhiều nếu anh chị không nắm được về tài chính, không phân tích được cái cấu thành chi phí, anh chị sẽ rất rủi ro trong doanh nghiệp. Không điều hành, mà điều hành lúc đó bắt đầu nó có yếu tố loạn. Đấy, thế thì ở đây tôi có nói với anh chị là gì? Từ cái việc mà anh chị đã phân tích được cấu thành của thu nhập của người lao động, thế vậy thì các cái thu nhập mà được chi trả theo hiệu quả công việc thì trong chính sách tiền lương nó phải được tính theo hiệu quả công việc. Thế còn cái tăng cái tiền lương theo thời gian và lương cơ bản thì chúng ta cần phải có quy định để mà từ đó cái nhân sự khi đủ các cái điều kiện thì chúng ta sẽ thực hiện tăng. Và cái việc tăng đó nó phải được phân tích trong tổng thể của cả một bài toán kế hoạch tài chính của cả công ty cho cả cái năm. Ngay từ đầu tiên người ta đã tính, người ta đã nắm được cái vấn đề này rồi. Đó, thì đấy là cái nội dung, cái điểm 3.3 tôi muốn chia sẻ cùng anh chị. Đó là về cái việc mà liên quan đến xét tăng lương. Cái tiếp nữa đó là gì? Các cái quy định về phúc lợi khen thưởng. Đấy, ví dụ như là gì? Hàng năm chúng ta sẽ có những cái ngày. Làm thế nào để chúng ta xây dựng ra được một cái văn hóa của công ty tốt? Hàng năm chúng ta sẽ có những cái ngày nghỉ, ngày lễ. Về các cái ngày nghỉ, ngày lễ đó, nếu chúng ta không có quy định cụ thể thì cái vai trò của ông giám đốc lại suốt ngày chỉ đi giải quyết cái việc lặt vặt. Đấy, tôi chỉ lấy ví dụ như là Tết Trung Thu thì có quà như thế nào? Ngày Tết Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, đúng không ạ? Hàng năm có các kỳ nghỉ mát, nghỉ hè, rồi là đến Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch, các cái bình xét cuối năm. Vậy tất cả các cái chính sách về thưởng này ở trong doanh nghiệp của anh chị sẽ xây dựng như thế nào cho nó phù hợp với doanh nghiệp nhé. Doanh nghiệp của anh chị mới bắt đầu thì cái này có thể quỹ của nó chưa có, chúng ta có thể xây dựng nó thấp thôi. Làm thế nào đó để chăm lo được đời sống tinh thần cho nhân sự trong công ty. Hoặc có những cái thứ mà chúng ta chưa có được thì chúng ta sẽ cần phải lên kế hoạch để đạt, bao giờ chúng ta đạt được. Ví dụ như doanh nghiệp mà bạn vừa mở ra, làm sao bạn có quỹ để đi nghỉ mát ngay được? Không có, thì có tiền mà có thể chi vào những cái thứ đó. Nhưng mà chúng ta sẽ phấn đấu bao nhiêu năm sau thì chúng ta mới đạt được những cái thứ đấy. Thì hãy xây dựng ra là gì?
để phát triển được cái doanh nghiệp thì chúng ta cần phải xây dựng các cái quỹ khen thưởng phúc lợi để chúng ta phát triển. Mà chúng ta cần phải, ví dụ như cái này nó được trích từ quỹ, quỹ tài chính của công ty. Hay ví dụ như là gì? Thưởng Tết dương lịch bao tiền? Vị trí nào bao nhiêu tiền? Thưởng Tết nguyên đán bao tiền? Điều kiện nào để xét? Nó phải có quy trình, nó có cái quy định rộng thì nó sẽ giúp cho cái việc mà anh điều hành cái doanh nghiệp nó sẽ dễ dàng hơn. Nó có cái hành lang. Nhân sự cũng thấy vui mà doanh nghiệp cũng thấy tốt. Thì điều đó là điều mà khi mà chúng ta xây dựng chính sách chúng ta cần phải quan tâm. Tiếp nữa đó về vấn đề liên quan đến trang phục. Nếu mà doanh nghiệp của anh chị mà xây dựng được đồng phục, các cái quy định ăn mặc nó là tốt. Còn nếu không thì chúng ta cũng cần phải có những cái quy định về trang phục rất là cụ thể. Để tránh trường hợp đó là gì? Khi mà cái nhân sự đi làm việc ăn mặc nó phản cảm, nó không tạo ra được cái văn hóa. Thế vậy nếu như anh chị không có quy chế thì làm sao mà chúng ta nói nhân sự là đúng hay sai được? Cho nên chúng ta buộc phải có những cái nội quy, có những quy chế. Để từ đó chúng ta quy định về vấn đề liên quan đến trang phục của nhân sự. Ăn mặc phải như thế nào? Quần áo phải như thế nào? Giày dép như thế nào? Đầu óc như thế nào? Khi gặp khách hàng thì chúng ta cần phải như thế nào? Đấy, thì tất cả những các nội dung đó anh chị cần lưu ý. Vậy thì trong cái điều số 3 này, nó liên quan đến các cái vấn đề liên quan đến các cái quy chế về tiền lương và các cái vấn đề liên quan xoay quanh đến các cái phúc lợi ở trong cái doanh nghiệp thì chúng ta cần lưu ý. Hy vọng rằng các cái nội dung video của chúng tôi sẽ mang lại những cái nội dung hữu ích cho quý vị và các bạn. Các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để nhận được các video sớm nhất từ chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào các video ở trong kênh của chúng tôi nhé. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn.